Con có con. Kính bạch trưởng lão, thì trong quá trình tu học thì con có những cái khúc mắc mà cũng muốn được những trưởng lão lý giải. Thứ nhất á, là thường thường là trong cuộc sống đó, người ta tu hành hay có một cái gì đó, khi gặp một cái điều gì đó thì không tốt cho cái quả và cái phước hiện tại, thì người ta hay lý giải rằng đó là cái nghiệp phải trả. Nhưng mà thực chất á, thì không biết cái là tại mắt thường của chúng con á, thì không biết đó là trả nghiệp hay là vay nghiệp. Thì trưởng lão chỉ cho con những cái yếu tố xung quanh cái nhân duyên để mình nhận được cái đó là cái nghiệp phải trả hay là cái vay nghiệp. Thì mình nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng ta sợ quả, thì chúng con thì cũng phải tập, mặc dù là chúng sanh phải tập cái tạo nhân lành và tránh cái nghiệp á. Cái thứ hai đó là về vấn đề mà giữ giới, thì thật sự nếu mà nói là ngũ giới thì chúng con cũng chưa có giữ tròn được. Nhưng mà thật sự vẫn được khuyến khích là tu tập thiền hay là phò bồ tát giới. Thì theo trưởng lão thì chúng con có mặc dù ngũ giới chưa được, thì trong quá trình tu tập chúng con có nên phò tập thiền hay là bồ tát giới trong tương lai? Bởi vì thọ bồ tát giới á, thật sự ra mà giữ thập thiện á, thì năm giới mà chưa xong mà làm sao mà thọ thập thiện con? Con hiểu không? Năm giới mà chưa xong mà giờ tới 10 nữa rồi làm sao làm cho xong? Đó, rồi bồ tát giới á, là mình phải tiếp duyên để độ chúng sanh mà, bồ tát giới mà. Để mà thọ cái giới đó để mà mấy con đi ra tiếp duyên mà nó không phạm đó. Thì do đó mấy con thấy tâm mình chưa trọn, mình chưa thanh tịnh mà mình đi dạy người thì sao được? Lấy gương ở đâu? Thân giáo ở chỗ nào được? Cho nên khoan đã, chừng nào mà mình giữ được năm giới mình mới đi ra dạy người năm giới, còn mình giữ chưa được mình đi ra thì mình mang cái tội là vọng ngữ, con thấy chưa? Cho nên ở đây về cái phần mà nghiệp, hồi nãy đầu tiên cái câu hỏi về nghiệp, con biết cái nghiệp hay là hiện bây giờ con bệnh đau thì con biết đó là, con không biết đây là mình trả nghiệp hay là gì. Bệnh đau tức là cái khổ trong thân con hoặc tâm con đều là do trả nghiệp, do trả nghiệp. Bởi vì thí dụ như hiện giờ con không chửi ai mà người ta chửi con đâm ra con tức giận, phải không? Thì đó là con đang trả nghiệp, trả nghiệp. Còn khi mà người ta chửi con mà con chửi lại họ, thì hai người chửi qua lại đó mà con chửi lại, đức là con tạo nghiệp. Cái tạo nghiệp, thay vì người ta chửi con vui vẻ, con chấp nhận, con chấp nhận cái nghiệp mà vui vẻ chấp nhận thì tâm con không giận hờn. Mà tâm con không giận hờn thì nghiệp không tác động được, thì coi như là con không trả nghiệp. Còn con tức giận thì con đang trả nghiệp. Con hiểu thầy muốn nói chỗ nghiệp, trả nghiệp. Còn hiểu mà một con người mà đang sống đúng năm giới là người đó đã chuyển nghiệp. Họ sống đúng thì tức là không bao giờ có nghiệp tác động đến họ. Thí dụ như bây giờ con sống với đức không nên giết hại chúng sanh, tức là cấm sát sanh đó, thì đức hiếu sinh, con đã học được cái đạo đức hiếu sinh, thì con thấy cái giới đầu tiên thôi, mà bây giờ có người đến chửi mắng con thương họ, tội nghiệp người này khổ, họ khổ, họ giận mình, họ mới chửi mình chứ, còn ngài thấy người đó khổ, con tha thứ, thương yêu họ, mặc dù họ chửi mình, thì tâm con có giận không? Tức là con chuyển nghiệp rồi, con hiểu chỗ nghiệp con chuyển không? Con không giận tức là con chuyển nghiệp, con giận tức là con không trả, con chuyển nghiệp. Bây giờ thân con bây giờ đau một cái bệnh ung thư mà con thản nhiên con chẳng sợ, đó là con chuyển nghiệp. Mà thân con đau bệnh ung thư con rên la con sợ chết thì đó là con bị nghiệp. Con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Con thản nhiên con không sợ mặc dù thân con đau, mà cái đau bệnh rất là ngặt nghèo nhưng con chẳng sợ. Thọ là vô thường, hôm qua không đau, bữa nay đau thì ngày mai phải hết. Con chẳng sợ đau gì đau, con chỉ bình an, tâm con không dao động chút nào. Ăn thua chỗ nghiệp trả là do tâm con. Con không dao động tức là con đã chuyển nghiệp. Vì vậy mà tâm con bất động thì cái nghiệp này hôm nay đau chứ một lát nữa hết đau. Như hồi nãy thầy nói các con trị bệnh là tại vì các con tác ý để tâm các con vững vàng, không dao động. Do tâm không dao động đó mà nghiệp bị chuyển nó không còn đau mấy con nữa. Các con hiểu chỗ chuyển nghiệp chưa? Cho nên vì vậy mà mấy con nhớ rằng đạo Phật dạy chúng ta để chuyển nghiệp bằng cách chúng ta sống đúng năm giới luật của đạo Phật. Năm giới luật thôi, không dạy chúng ta nhiều. Bởi vì người cư sĩ mà, chúng ta đâu có thập thiện, đâu có thập giới sa di đâu. Phải không? Chỉ có năm giới.
Mà năm giới quý vị Phật tử đã sống đúng thì chuyển được cái nghiệp của chúng ta. Không những chuyển riêng nghiệp cho bản thân của quý vị mà cả gia đình của quý vị nữa. Thầy nói như vậy nghĩa là một cái chùm nhân quả của mình, 5 người, 10 người ở trong gia đình của mình. Một đứa con mình đau thử hỏi người mẹ có khổ không? Mà bây giờ người mẹ đã sống đúng năm giới thì nó chuyển nghiệp cho nên người con thay vì giờ đó đau, giờ đó tai nạn xảy ra thì giờ đó không xảy ra hoặc xảy ra rất nhẹ nhàng, làm cho người mẹ không còn đau khổ. Chính người mẹ chuyển nghiệp cho cả gia đình của mình mà. Tại sao chúng ta không sống năm giới để chúng ta chuyển nghiệp? Bây giờ mấy con thọ năm giới, sự thật thọ có thọ chứ chưa hẳn mấy con đã giữ gìn trọn vẹn. Làm sao mấy con chuyển được? Bởi vì chuyển là phải sống cho đúng năm giới mới chuyển được thiện pháp, chuyển ác pháp mà. Quy luật của nhân quả, làm lành thì phải gặp lành, mà làm ác thì phải gặp ác. Không thể nào mà sai được cái quy luật của nhân quả. Lực nhân quả nó điều khiển cả vũ trụ, từ thời tiết cho đến cây cỏ, chứ không phải riêng con người, động vật không đâu. Chúng ta thấy bão tố lũ lụt đều do quy luật của nhân quả. Ở đâu làm ác nó sẽ đến đó, nó hốt người ta xuống biển hết. Bởi vậy đó là quy luật của nhân quả mà. Còn ở đâu làm thiện thì chỗ đó hoàn toàn bình an. Nó đi vào chỗ đó rồi nó tẹt đi, tránh chỗ đó liền tức khắc. Nếu mà những người dân ở thành phố toàn là không biết tu tập, toàn là ác, thì tất cả những lũ lụt bão tố nó sẽ đến thành phố, nó quét sạch hết, chứ đừng nói chuyện mà nó tránh. Cho nên các nhà thiên văn làm sao xem được, thấy nó đi thẳng như vậy, nghĩ nó đi thẳng vậy, nhưng mà nó sẽ dẫn đi chỗ khác mà. Các Phật tử hiểu biết rất rõ ràng trong vấn đề, theo dõi đài từng phút từng giây đều thấy rõ. Ở đâu có thiện là ở đó sẽ có từ trường thiện, nó sẽ đánh ác đi ra chứ không để xâm chiếm vào. Cho nên thầy dạy cho quý vị cũng như Đức Phật đã dạy cách đây 2500 năm rồi. Người toàn là dạy chúng ta đạo đức sống thiện. Vào đầu thì Đức Phật dạy cho Phật tử 5 giới. Kế đó dạy cho người tu sĩ 10 giới. Mà giờ tu sĩ 10 giới này sống cũng chưa đúng 10 giới. Và cư sĩ 5 giới cũng sống chưa đúng 5 giới nữa. Chúng ta cứ sống ác pháp không mà đòi hỏi để bình an mạnh giỏi thì sao được. Nó thiện pháp thì chuyển ác pháp con. Cho nên ngay khi người ta chửi mình biết thương yêu người ta, tha thứ người ta thì ngay đó là mình chuyển nghiệp rồi. Làm gì có giận. Cho nên mình không sống thiện, cho nên vì vậy mình không sống được giới. Cái giới thứ nhất, đức hiếu sinh mình không có. Cho nên khi người ta chửi mình không có thương, tức là mình phải tức giận. Mình tức giận thì tức là mình phải trả nghiệp chứ sao. Mình phải trả nghiệp. Cho nên nghiệp trả, dai nó rất rõ ràng, cụ thể. Khi có phiền não, bây giờ thân chúng ta đau mà chúng ta thấy rên la, tức là chúng ta đang trả nghiệp. Còn chúng ta chuyển nghiệp là chúng ta không rên la. Thì cái bệnh đó sẽ hết. Mà cái người mà rên la, bệnh đó kéo dài. Và tốn hao tiền bạc, mượn tiền bạc để trả nghiệp của mình, làm cho nó giảm. Mà may là cái nghiệp mình còn thiện, chứ không khéo nó dập mình chết luôn đó. Mấy con thấy nó đó. Bởi vậy thầy nói đạo Phật dạy chúng ta rất thực tế, mà 2500 năm nay rồi nhìn thấy người Phật tử, người đã biết đạo Phật đến chùa lại Phật mà sống không đúng dưới lời Phật dạy, chúng ta làm nghịch lại lời Phật dạy nữa là khác. Cầm dao cắt cổ, đập đầu cá mà ăn thịt hàng ngày, thử hỏi làm sao mà người đệ tử của Phật được. Đạo Phật là đạo từ bi, lòng thương yêu của chúng ta phải có. Tại sao chúng ta đến với đạo Phật mà không đem lòng thương yêu? Một con người chúng ta ngồi đây trước mặt thầy các Phật tử, người nào cũng có lòng thương yêu hết. Nhưng tại sao chúng ta không phát triển cái lòng thương yêu đó? Chính nó mới tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của con người. Vì vậy mà đem lại cho trái đất của chúng ta sống không xung đột và không chiến tranh. Thế bây giờ hằng ngày chiến tranh giết hàng loạt người, chúng ta không thấy tự bàn tay của con người giết con người sao? Một quả bom ném vào một cái khách sạn làm cho bao nhiêu người chết trong đó vô tội. Một cách đau thương. Người ta giết hại con người giết hại con người đến đổi như vậy. Mà các con thấy có cái tôn giáo, người ta nói chết vì tôn giáo của họ, chết vì Chúa, vì Thánh họ, họ dám giết con người hàng loạt như vậy sao? Phật giáo không dạy chúng ta làm điều đó. Chúng ta không chết vì cái vấn đề như vậy, một cách vô cớ như vậy. Chúng ta biết thương nhau. Chúng ta thà chịu mình chết để cho người khác sống.
Đó là tinh thần của Phật giáo.